Du, 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 du. Anh, đây. Từ từ. Ê, ui. Đúng rồi. Anh Lực ơi. Chết rồi. Anh Lực ơi. Anh chuyện này. Kiếm cái. Anh Lực ơi. Kiếm cái. Anh tìm ở ngoài núi thôi mà. Anh chuyển ơi. Đâu ơi? Ở dưới núi sao đấy? Đâu? Ui. Đâu? Đâu mới bới gì? Bới gì? Chạy đây. Chạy đây á? Con gì? Nó thao con gì đó chạy đây này. Ui, ui máu này. Máu đầy này. Con gì? Con chim bây giờ kìa. Máu đầy mọi người, chắc con chim này. Ôi máu à. Nó thao vào trong này á? Ừ. Đây mọi người. Ui lỗ lỗ. Cái máu à. Cái máu chắc là vừa tha mọi người nhá. Đây. Máu mới tinh. Mới tinh luôn. Nó vừa tha ra con chim ấy đâu. Anh nhìn thấy chưa trong cái hố này à? Tôi thấy nó chạy quá rồi. Dình đường qua đây đấy. Đúng quá. Tiếp chưa? Đây một cái nỗ này. Ui tầm máu hình đúng rồi này. Đấy cũng có này. Ờ nó tha vào lỗ đây. Anh chọc cái nào. Để khoét cái đầu nỗ này nữa. Hy vọng nó còn trong đấy thôi, hy vọng còn. Đúng rồi. Đó rồi. Tối lắm, có đèn không? Anh soi đèn nào. Anh ơi. Thế mà tóm ơi nó, lại còn để nó chạy vào. Sầu lắm. Chạy sao kịp được. Nó còn sầu lắm. Sầu lắm á. Nó vào trong hầm đá rồi. Làm sao tìm nó nữa. Ui em thấy đầu nỗ rồi sao ấy. Thấy không? Thấy đầu nỗ rồi sao ấy. Đầu nỗ. Anh ở trong đấy nhá. Ô, thấy rồi, có lỗ mà. Lỗ xuyên đấy. Lỗ xuyên sang đấy đấy. Đấy cặp cái này xem ra sao nhá. Ừ. Anh cho đèn xem sáng không nhá. Xoay ngay. Có rồi anh sáng không? Có gì cửa cửa đấy. Có gì cửa cửa? Ừ. Bên này cũng thế này. Lên thế á? Đây, đây, đây. Ê, trong máy đi. Trong đi. Nó ở giữa đấy. Nó ở giữa. Cái đuôi kìa. Cái đuôi á? Cái đuôi nó quậy quậy kìa. Cái kìa nhìn đấy. Đấy đấy. Một cái đuôi đây này. Ủa nhìn vào đây hả quậy? Thấy cựa không? Ủa cựa kìa. Cựa. Thế cho bệnh vào kìa, cho bệnh vào. Con gì đấy anh ạ? À? Không biết con gì cả. Đây nhìn không rõ lắm. Có móc được không? Để em thử. Móc nhá. Tối lắm là gì đâu. Ui. Cái gì? Thấy không? Con đéo ơi, trơn trơn đấy. Trơn trơn á? Nôi ra. Nôi không? Nó lại thụt vào trong kia rồi. Vừa chọc nhá. Chọc mạnh vào anh ơi. Trơn trơn á. Không biết con đéo gì đấy. Đâu mất rồi đấy. Này mất á? Nó chỉ quanh khu vực này thôi. Đi. Đéo đâu rồi. Cần ấn tưởng cần chọc qua tay nó nhá. Không chọc nữa đâu. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó gì hình như cố chạm thấy đó, chạm đấy. Không đấy. Mất rồi. Chắc nó chui về đầu đấy rồi sao ấy. Đầu này chưa nhìn thấy gì cả. Mình soi phát thử nào. Anh móc à? Cẩn thận nhé. Không thấy. Cố móc bên đây cuối. Cố móc bên đây nào. Nó về đầu đấy rồi sao ấy. Thấy không anh? À! Cái gì đây? Cái gì đây? Con đeo gì cắn rồi. Anh đi. Từ, có cái gì cắn, cái gì cắn. Con gì cắn đấy. Anh rút lên cây kìa không? Rút. Rút Nô ra anh ơi. Đây có. Đấy khêu. Khêu đấy anh. Đấy. Ôi. Ôi nhìn cái đầu đấy anh ơi. Chuyện đây. Khêu. Cái đầu bên này này. Đấy đúng không anh? Đây mọi người nhìn cái đầu bên này không? Khêu. Con gì ấy. Ui con rắn rồi. Con cái đầu mọi người kìa. Cái đầu không? Ở bò này anh ơi. Cái đầu bên này. Anh được nhá. Anh được, anh chảy nhiều máu lắm. Anh cứ thấy buốt thôi. Đây rồi. Ừ. Anh đâu cuối. Thấy chưa? Đâu rồi? Ui, anh đúng được cuối rồi. Đâu chưa? Đâu anh ơi. Ui. Đây. Đây. Cuối. Cố gắng về đây.
Để em kẹp nó ra. Ê, đâu đây bộ cây? Ê trời, nó dắt vào kia rồi đấy. Ui ui, to thế. Còn to thế mọi người. Ui. Nó dắt rồi. Ui. Ui, vậy con này to lắm mọi người. Ui ôi. Ôi mắc rồi. Ôi vướng rồi đó. Mắc bên kia rồi. Mắc bên nào? Tôi sang lỗ bên kia rồi. Cuối sang kia, kéo bên kia nào. Ui ôi. Đúng rồi, ui con to chưa mọi người này. Dưới đầu này, dưới này. Ui mẹ ơi. Con to thế. Khủng khiếp rồi mọi người này. Đây rồi, đánh ra. Ui. Ôi, ôi, coi coi. Ui, anh. Anh Lực, anh Lực ơi. Chết rồi. Anh Lực ơi. Anh chuyển đây. Kiếm cái anh Lực ơi, Lực ơi. Kiếm cái dây gì để băng bó anh ạ. Ui. Anh Lực ơi. Kêu cái dây, kêu cái dây. Ui, ui chết anh chuyển. Anh chuyển dây rồi, anh chuyển dây. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Mang rồi. Ôi chắc quá. Anh ơi, cầm cầm thuốc vào xe không? Có lo lắm kìa. Trời ơi. Hổ mang cắn rồi người. Có khi thấy rắn đâu rồi. Rắn bỏ tay em. Thế bây giờ anh em cứ cứ cho anh, được về đấy. Về sơ cứu xong rồi lại mang rắn ra à, mang đi ra bắt rắn thôi. Chắc anh sợ quá anh ngất đấy. Không, cái đầu con nấm rồi, máu rồi. Bây giờ uống thuốc đi. Anh lấy thuốc gấp đi nhá. Hay hay dìu dìu ra xe luôn đi. Đi anh dìu ra đấy luôn này. Cái này đi được không? Dìu xe anh ơi. Chưa. Chết mọi người. Ui ơi. Đi ra trước trường đầu ơi, xong anh em quay lại sau. Đi anh nhanh nhanh. Chết mọi người. Anh dìu anh em cây con rắn này nhá. Mọi người. Ui. Ui con rắn nó còn mọi người. Anh chờ nhanh, anh chờ nó con rắn nhá. Qua trong kia mọi người. Con rắn to lắm mọi người. Trong này. Cố cho anh cái uống thuốc rồi. Cho. Bắt rắn trong cái kia kìa. Bắt em về xem anh được đi. Ui, bắt lỗ cái này đi. Uống thức là còn là khỏi rồi. Ui, lôi kia, lôi đuôi kìa. Đuôi là sâu rồi. Hình như thì có đuôi, vô. Vô nó, vô nó nha. Vô nó, ấy, quay, đuôi nha, vô chưa. Phải vô này ý. Đuôi đấy. Đuôi mẹ ơi. Với anh được có sao. Em nghĩ uống thuốc rồi không sao đâu. Anh sợ của anh hết rồi. Về xem anh được. Xem được á. Bắt lúc con này đi. Bắt lắm. Ui trong lỗ này thôi. Giờ đợi cuối vòng cuối thôi. Đến nó gọi kia cho mình thôi. Nó bắt tiếp được. Đấy. Ở trong đây mình kêu ra ngay mà. Kêu được một cuối sóng được. Thôi được á. Đầu tiên không biết con gì vào cứ móc vào thì không, với đâu anh thấy đúng con hôm qua con kỳ đà nhưng mà con này không bị cụt chân. Không cụt chân á? Không. Thế này thế trong đúng không? Thế trong hầm này có kiểu diễn có kỳ đà rồi, nếu nhìn chạy vào đây kiểu diễn còn nó trong đây. Ôi mẹ. Nhưng mà sao ở một con rắn hổ mang nhỉ? Chắc con rắn này mới vào đây thôi. Còn to thế. Còn phải tầm 4-5 cân ấy. Rắn em mấy cân. Người chỉ lo cho anh được thôi. Anh em mình đi về đi. Hay về xem thứ nào mày. Gọi cho gọi điện cho cối đã, xem anh em. Thì cứ về xem thằng thứ nào đi, anh thứ nào đi. Con này mai